và chị vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Chị sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Cây gậy Asclepius được xem là biểu tượng của ngành nào? Thương mại, xây dựng, y hay là giáo dục? Xin mời chị. Chị có nhớ biểu tượng của 4 ngành này không? À, tôi nhớ biểu tượng của ngành y. Biểu tượng ngành y có cái gì ạ? Là có cây gậy, có con rắn. Rồi ạ, còn thương mại, xây dựng và giáo dục thì sao? Ngành giáo dục thì không, ngành giáo dục biểu tượng khác. Còn ngành xây dựng với ngành thương mại, tôi tin vào trực giác của tôi. Tôi nghe cái từ cây gậy thì tôi nghĩ đến là ngành y. Và đó chính là biểu tượng của ngành y. Tôi xin chọn đáp án C. C. Ngành y. Và phương án C là phương án chính xác. Thì chúc mừng chị. Có rất nhiều cách giải thích về biểu tượng này. Asclepius là một thần y trong thần thoại Hy Lạp, thường đi chữa bệnh với cây gậy có một con rắn quấn quanh. Biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy của ông tượng trưng cho sự thông thái và khả năng chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Đây là cách họ lý giải như vậy. Và chị đã đúng khi chị nhớ đến cây gậy trong cái biểu tượng của ngành y. Như vậy là chị đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và chị vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Chị sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Loài hoa nào được nhắc đến trong bài thơ Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bính? Hoa cau, hoa bưởi, hoa chanh hay là hoa sen? Xin mời chị. Tôi đang phân vân ở đáp án A, đó là hoa cau. Chị có nhớ câu nào của bài Chân Quê không? Rồi. Chính. Vậy thì mình sẽ cân nhắc đến các quyền trợ giúp. Vâng. Chắc là tôi xin sự trợ giúp của ban đồng hành với tôi là cô Thanh. Vâng ạ, xin mời chị Thanh ạ. Vâng, xin mời chị xuống đây. Xin mời chị đứng bên cạnh đây ạ. Vâng, rồi, mời hai chị bàn bạc với nhau. Chị có thể hát bài này. Chị có thể hát bài này luôn. Được. Vâng. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mộ quà, cái quần nai đen, nói ra sự mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Nhưng vẫn chưa thấy hoa chanh nở giữa vườn chanh, thấy u minh với chúng mình chân quê. Vâng, đấy. Vâng, lần đầu tiên chương trình hay là Triệu Phú có phần trợ giúp người đồng hành bằng bài hát. Vâng. Vậy qua sự đồng hành và sự thảo luận của hai người thì tôi xin chọn đáp án C là hoa chanh. C, hoa chanh. Em nghĩ có khi là chị Thanh phải hát bài khác thôi. Bởi vì phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đã quyết định nhờ đến người bạn đồng hành. Người bạn đồng hành đã gửi tặng chương trình một bài hát và ở đoạn cuối của bài hát đã có một gợi ý cho câu trả lời. Người chơi đã quyết định chọn phương án C là hoa chanh. Và hoa chanh là một phương án chính xác. Thì chúc mừng hai chị. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh. Với sự trợ giúp đầy tính nghệ thuật của người bạn đồng hành, chị đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của chị bây giờ là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Và chị còn 3 quyền trợ giúp nữa. Chị sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Tuyến đường cao tốc Hà Nội Lào Cai không đi qua địa phận tỉnh thành nào sau đây? Vĩnh Phúc, Yên Bái,
Tuyên Quang hay là Phú Thọ? Xin mời chị. Ở đây tôi thấy phân vân giữa hai đáp án, đó là D là Phú Thọ và C là Tuyên Quang. Chị đang phân vân giữa hai phương án C và D. Vâng ạ. Chị nghiêng về phương án nào nhiều hơn? Nghiêng viếng ở phương án Tuyên Quang, nhưng mà chưa dám chắc. Chưa dám chắc. Vâng. Cho tôi xin lựa chọn trợ giúp 50-50. Trợ giúp 50-50. Vâng ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Còn Vĩnh Phúc hay Tuyên Quang? Phương án của tôi lúc này là C và D, mà bây giờ là đã bỏ đi phương án D thì tôi xin chọn đó là đáp án C, Tuyên Quang. C, Tuyên Quang. Đường cao tốc này đi qua 5 tỉnh thành, đó là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Không có Tuyên Quang. Xin chúc mừng chị.